Ok, hello anh em. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại nhá. Tôi đã quay trở lại với anh em ở đây. Và cùng với một series hoàn toàn mới anh em ạ. Đấy, series này là series chuẩn bị đón Tết đây anh em ạ. À, Tết cũng sắp cận kề rồi đúng không? Series này là một series gọi là rất là đặc biệt anh em ạ. Mà lần đầu tiên mà tôi làm đó là series Minecraft 1.17 snapshot anh em ạ. À, sau một hồi lên mạng nghiên cứu, tôi cuối cùng đã tìm ra được cái cách để tải cái bản ấy về rồi. Khá là muộn nhưng mà cái cùng tôi cũng đã được chơi rồi anh em ạ. Đó, thì cái bản này là nó có rất là nhiều cái mới anh em ạ. Hay lắm. Ống nhòm rồi thì cột thu lôi cái thứ hay lắm, hoặc quặng đồng nữa hay lắm anh em ạ. Đó. Ok, bây giờ anh em ạ, bây giờ chúc tôi sẽ đi vào hang động và tôi cho anh em xem hết tất cả những cái mới luôn. Đùa đấy anh em ạ. Đi vào trong hang động chỉ có quặng đồng thôi. Ok anh ạ, thì trước tiên chúng ta sẽ cần phải đi lấy một chút rêu đã. Cũng khá là may là tôi đang ở khá biển anh ạ, khá là may mắn đấy. Thật sự là tôi luôn mong là cái điểm spawn của tôi là nó ở gần biển anh ạ. Thật sự là trước đây tôi luôn mong vậy. Bởi vì là tôi rất là thích cái rêu này anh ạ. Cái này nó còn gọi tảo biển đấy anh em ạ. Đó, tảo bẹ. Đó. Một block tảo bẹ khô là anh em sẽ nung được 20 vật phẩm nhá. Một cái cục than ấy là chỉ nung được có 8 thôi đúng không? Nhờ một cái block tảo bẹ khô ấy, 20 cục luôn. 20 vật phẩm luôn, ngon lắm. Đó anh ạ, tôi đã lấy một chút. Bởi vì là tôi nhận ra là nếu mà chúng ta mà cứ dùng than chúng ta nung ấy chúng ta hết nhanh lắm anh ạ. Nên là chúng ta nên dùng cái này. Chúng ta nên dùng cái này. Và trong đó tôi sẽ chỉ cho anh em cách để mà anh em có thể gọi là có cực kỳ nhiều cái này mà anh em không cần mất một tí than nào để anh em nung cái này nhá. Mà kiểu là anh em nung được hết tất cả những cái đống tảo bẹ ướt này thành tảo bẹ khô luôn. Đó. Từ từ cho nhảy tí anh ạ, chứ không chốc tôi quên đấy. 1 2 3. Ok anh em ạ. Cảm ơn anh em. Ok. Tôi rất là thích chỗ này anh ạ. Tôi rất là thích xây nhà ở chỗ gọi là gần bìa rừng. Tôi nghĩ là tôi sẽ chọn chỗ này tôi xây nhà. Rồi tôi bò. Từ từ anh em ạ. Trưởng vội, chặt cây đã. Chả lẽ tay không đập bò à? Chặt cây đã. Có tí cây mới làm một chuyện anh ạ. Rồi. Ok. Một cái là làm cái craft table nhỉ. Xung quanh đây có đá không ta? Tôi nghĩ là 5 cục là được rồi đấy. Cây to lắm nên đứng chặt hết. À đây có đá rồi, ngon quá. Một cái là làm craft table này. Rồi thì làm cái gỗ này. Đấy, xong chúng ta sẽ làm cái cuốc trước anh em ạ. À chết rồi. Tôi làm gì đủ ấy đâu mà. Rồi. Cuốc này. Cuốc cái và cái đào đá anh em ạ. Đó. Ngon ngay, thời kỳ đồ đá ngay. Thì tôi thật là tôi bây giờ tôi rất là muốn gọi là có cái kiếm đá này, cái rìu đá, cuốc đá và hai cái lò nung anh em ạ. Hai, nếu vậy thì tôi cộng tổng lại là tầm như là hình như 24 anh em ạ. Đúng rồi, 24 anh em ạ. Cố gắng đào được 24 cục đá. Đó, xong rồi chúng ta cùng đi ra ngoài anh em ạ. Rồi 18 cục rồi, khá là nhanh. Rồi. Chúng ta phải cần có hai lò nung thì chúng ta mới có thể xử lý được cái đống rong biển này anh em ạ. Tảo bẹ. Ok anh em ạ. Trước tiên là muốn xử lý rong biển chúng ta phải xử lý bò trước. Rồi. Ủa ơi, cỏ bay luôn này. Căng không? Được đấy. Rồi. Tôi làm cái không anh ạ, tôi thật là anh em nên làm cái rìu. Anh em làm cái rìu là một bổ là bò chết anh em ạ, một bổ là bò đi bụi. Tôi làm tiện luôn, tôi làm kiếm luôn anh ạ. Kiếm quan trọng. Kiếm là mình đánh nhiều đứa mà. Đấy, xong tiện tôi làm cái cuốc luôn này. Rồi. Cuốc rồi, xong tôi làm hai cái lò nung luôn. Ok. Đấy, chả có hạt giống luôn kìa, ngon quá. Bò đâu rồi? Sao có hai con bò đây? À kia rồi, trốn nào. Mày trốn đâu? Mày trốn đâu? Anh em thấy ghê không? Đi bụi luôn mà. Kiếm kim cương chưa chắc làm cái này nhá. Kiếm kim cương chưa chắc là đã một bổ là bò chết nhá. Rìu là cực khỏe nhá. Tôi nhớ có hai con mà. Có một con này à. Chết chào rồi anh em ạ. Vấn đề nan giải rồi. Đó là bây giờ chúng ta tìm cừu ở đâu?
cừu đâu, nếu mà không có cừu chốc nữa làm sao mấy được. Chốc nữa tôi phải quay lại chỗ kia tôi xây nhà anh ạ. Từ từ tôi xem cái địa điểm đó, xem địa chỉ 190 và 1 à 1 chấm ok anh ạ. Chung mà game nó có cái nút cho mình xem địa chỉ mà đúng không? Mình xem đi. Không sao mình lại lạc như là cái World Tree Dimension đấy, khổ lắm. Rồi chào em cừu, chào em cừu. Anh đến hỏi thăm tí thôi. Rồi. À chào em. Được có 2 em à? Số không đẹp lắm nhỉ? Phải 3 em thì mới đủ làm cái giường em ạ. Thế quái nào mà nó không cho mình làm cái giường và bị thiếu cái chăn nhỉ? Đáng là game nên cho mình cái lựa chọn đấy, làm giường bị thiếu chăn là chỉ cần 2 lông cừu thôi đúng không? Nên như vậy anh em ạ. Chó này mệt mệt player đúng không? Chỗ này động nhỉ? Có gì không? Có bò không? Có hang động không? Bây giờ mà tìm được hang động là cũng tốt anh ạ. Tìm được hang động cũng tốt để tôi tìm. Gì đây, gì đây, gì đây? Hang động anh ạ, vừa nói cái có ngay. Ôi ôi. Từ từ anh ạ. Có zombie. Có zombie anh em ạ. Từ dụ lên đấy. Ôi, chết rồi. Đau quá. Rồi anh em ạ. Nhưng mà không có than nhỉ, bây giờ đi xuống căng quá nhỉ. Từ từ anh ạ, tôi đi xung quanh tìm xem nó có cái hang động ở không. Chúng ta cũng cần một tí than anh em ạ. Biết đâu là nó có một thường là than nó dễ tìm đấy. Nên nó có thể ủng hộ. Ok. 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 Ok anh em ạ. Nói bằng một cách thần kỳ nào đó anh em ạ. Có vẻ như là ông trời đọc được ước muốn của tôi anh em ạ. Ông trời quả tốt bụng mà. Rồi, khá là nhanh gọn. Ok, than này là quan trọng lắm. Và chúng ta cũng cần thêm một tí gỗ anh em nhá. Cần thêm một tí gỗ đấy. Xong này tôi sẽ ấy thêm một tí gỗ anh em ạ, chặt thêm tí gỗ. Rồi. Nhặt nhặt nè. Rồi xong rồi. Còn một cục à? Đúng rồi đúng rồi. Quái này mà cục tế thì nó không nổi lên nhỉ. Rồi. Chặt tí gỗ nào. Cây to thế. Đấy. Kệ đi anh ạ. Chúng ta cứ chặt một nửa này thôi. Đấy. Sau này chúng ta đến chặt sau chứ anh em nhìn thấy cây cái to tổ bố này thì ai mà chặt hết được đúng không? Sau này chặt sau anh em ạ. Kệ đi. Đấy, cho cây nó còn có nửa vậy cho nó đẹp đúng không? Càng động vào đây đâu rồi. Tôi thấy cái hàng này khá là to, tôi nghĩ là có nhiều thứ ngon trong này anh ạ. Ủa, cái Enderman anh em ơi, chưa gì đã gặp cái Enderman rồi. Giờ mà nhìn nó mắt nó cái là tôi đi bụi đấy anh em ạ. Ok anh ạ, thì để cho an toàn. Ủa ôi, Creeper, holy shit. Thôi thay em anh ơi. Thôi đừng có mà nhảy lên đấy. Anh em có nhìn thấy nó đang nhảy kia không? Ghê quá. Từ từ anh em ạ. Tôi phải làm một cái base an toàn á. Rồi anh em ạ. Ô, tôi nhìn Creeper mà tôi rùng mình anh em ạ thật. Rồi. Ok anh em ạ, chúng ta đào rộng một tí. Để tôi làm cái lò nung, tôi làm cái chỗ tôi để cái máy, cái bộ máy mà nung tảo bẹ anh em ạ. Đấy, bộ máy này là bộ máy cực kỳ bá đạo anh em nhá. Đầu tiên ấy, để làm bộ máy này chúng ta cần có craft table chắc chắn rồi. Đấy, xong chúng ta cần có gậy. Xong chúng ta cần có lửa trại. Rồi, lửa trại, ok anh em ạ. Đặt vào đây này á. Xong ta đào craft table đi, xong ta đặt cái này vào đây. Xong rồi chúng ta lại phải đặt craft table rồi. Chúng ta làm cái hun khói nhỉ. Lò hun khói ok. Để chúc chúng ta nướng thịt đấy ạ. Đó, chúng ta sẽ có 2 lò. Được rồi, tôi sẽ dùng một cục than để tôi nướng cái chỗ thịt này trước. Ok. Trong lúc chúng ta đợi cái tảo bẹ nó khô thì chúng ta sẽ cùng đào tí đá các bạn. Đá quan trọng lắm. Sau này dùng để xây nhà tôi rất là hay dùng mà. Đó. Anh em có thể nướng bằng cái lò hun. Anh em có thể nướng bằng cái lửa trại này mà anh em không tốn nhiên liệu nhá. Không tốn một cái gì luôn. Không tốn một tí than nào luôn. Đó. Và cái lửa trại này nó cũng vĩnh viễn này anh em, nó không bao giờ nó bị tắt đi nhá, khá là hay đúng không? À chết rồi, cho ấy vào nào. Cho nó cái miếng này vào chứ, đúng rồi. Rồi, chứ không tí nữa thì tôi quên mất đấy. Rồi. Ok. Đó, chúng ta sẽ tranh thủ đào một tí. Rồi. Đó.
thì mình để tầm 1 phút thôi, tầm 1 đến 2 phút thì là nó nung xong cái mảo khá là nhanh. Đấy, thì nó phơi khô xong. À, thì cái lửa trại là anh em không thể để quặng lên đâu nhá. Kiểu là anh em không để được quặng bạc hay là quặng sắt lên hay là quặng vàng lên đâu nhá. Bởi vì là kiểu là cái nhiệt độ nó không quá nóng ấy, nên là không được. Nếu mà muốn nung mé quặng thì phải dùng lò nung. Rồi. Đào tí, đào tí. Ok. Thực ra là mình làm luôn cái base ở trong cái hang động này cũng được ấy nhỉ, cũng đẹp ấy nhỉ. Nhưng mà thôi đúng không? Làm phải ăn xin quá. Không nên, không nên đúng không? Rồi. Ăn tí hồi máu anh ạ. Tôi nhìn cái hang dưới kia to, tôi nghĩ là chắc là phải có skeleton ấy. Chúng cũng ghê cả. Đào anh em mà đào ra được thêm một cái hang rất là tốt nhỉ. Bây giờ tôi nghĩ là trên đầu chắc cũng tối rồi anh ạ. Chắc là trời bây giờ cũng chuyển qua tối rồi. Nên là ấy, à đây anh em nhá, sau khi mà anh em có được 12 cái tảo bẹ khô rồi thì anh em sẽ làm cái này này. Anh em sẽ làm một block tảo bẹ khô anh em ạ. Đấy. Rồi. Sau khi anh em làm được một block rồi ấy, thì anh em sẽ nung chính tảo bẹ khô bằng block tảo bẹ khô. Đấy. Bởi vì là anh em phải hiểu cái này này. Một block tảo bẹ khô ấy là anh em chỉ mất có 9 cái tảo bẹ thôi. Mà anh em nung một block ấy thì anh em nung còn tận 20 vật phẩm cơ. Đó, nên là anh em lợi được tận 11 cái luôn, đúng không? Khá là ngon. Anh em cứ làm như vậy là anh em gọi là có vĩnh viễn tài nguyên để anh em nung luôn, đúng không? Không cần tốn than, đúng không? Không cần mất than. Đấy, khá là tiện không? Hợp lý không? Ừ. Đấy, quá hợp lý anh em ạ. Rồi. Ok. Đấy, rất là nhiều anh em ạ. Mình nhiều 13 cái rồi á. Chúng ta sẽ cứ làm như vậy thôi. Đấy, xong cho vào. Đấy. Ok anh em ạ, bây giờ ấy, tôi cũng hợp lý ở đây. Bây giờ tôi sẽ làm thêm một cái cuốc mới này. Cuốc thì tôi sắp hỏng rồi. Cuốc mới. Ok anh em ạ, bây giờ chúng ta cùng đi xuống để gặp thử bọn dưới kia xem là thế nào anh ạ. Tôi nghi lắm. Nãy giờ không thấy creeper đâu, tôi nghi, tôi không biết là nó có trốn thôi không. Sợ chốc xuống mà gặp con núp ở đâu ghê quá. Mà tôi còn chưa khiên anh em ạ, ghê quá. Đấy, cho nó tảo vào đấy. Rồi, đi thôi. Đấy. Bây giờ thì mình cứ nhét hết tảo vào đây là được vậy. Đấy, chốc mình lên thì mình lấy hết là được. Đấy, tiện đúng không? Ok, mình đi rồi anh em ạ. Có nên làm cái cửa không đây? À, từ từ tôi nghĩ ở đây hơi tối. Tôi cắm cái đuốc tí chứ không quá spawn anh ạ. Ờ, cắm vào rồi. Và tôi nghĩ là mình nên làm một cái cửa, đúng không? Một cái cửa à? À, để tôi còn đặt ở đây chứ đúng không? Thì chốc tôi còn quay lại chứ đúng không? Chứ không chốc vào thì thấy có con creeper núp ở trong này là ghê lắm. Rồi. Đặt cái cửa đi. Ok. Tối rồi anh em, ghê quá. Tối thì ghê quá. Tôi không biết tôi có nên ra ngoài không. Ái chà. Có con nào không? Mình đi sâu luôn đi cho nó an toàn anh em ạ. Mình đứng trên này chốc quái từ trên rơi xuống ấy cũng... chung là tối rồi thì không có nơi nào nguy hiểm đâu anh em ạ. À, tối rồi thì không có nơi nào an toàn đâu anh em ạ. Ủa ơi, Ripper. Ừ rồi, nổ đi. Nổ đi, dừng cái gì. Nổ đi, rồi, được lắm. Rồi. Có skeleton không? Không có anh em ạ. Ok anh em ạ, đào tí than anh em nhá. Đấy. Dù là chúng ta có tảo biển để chúng ta gọi là giảm bớt gánh nặng cho than đi, nhưng mà than vẫn quan trọng anh em nhá. Bởi vì là tôi nghe tiếng zombie anh em ạ. Thaymarin đó. Tôi nghe tiếng Thaymarin. Người Under mà cũng kêu cả. Có vẻ là đấy, anh em đọc ở bên tay phải tôi không có thấy có con skeleton anh em ạ. Có vẻ là chỉ có mỗi con zombie và con Enderman thôi. Ngon nhở? Không có tiếng skeleton đâu. Rồi, đào tí anh em ạ. Rồi. Chuẩn bị kỹ lưỡng này cho buổi sau người ta cùng xây nhà anh em ạ. Đấy. Buổi đầu là anh em lúc nào cũng nên đi mai không nhá. Hãy vào cái đi mai luôn anh em ạ. Không có nhiều. Đi mai tay không cũng được. Ok. Rồi. Đùa anh em tí thôi chứ anh em vẫn cần tí gỗ chứ. Nói vậy để cho anh em biết tầm quan trọng của Demai thôi. Trời ơi. Ok anh em nhá, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đi để tìm xem là có
Quặng đồng không anh em ạ? Quặng đồng không? Bởi vì ở đây có quặng mới là quặng đồng mà. Đấy, quặng đồng ngon lắm. Đẹp lắm. Ui anh em ơi. Đây là quặng đồng này đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Trước cái tôi đã thấy quặng này bao giờ đâu. Quặng mới chắc chắn quặng đồng anh ạ. Chắc chắn quặng đồng. Đồng nó màu này à? Đồng mà tôi nhớ là màu sẫm sẫm mà nhở. Vì sao mà nó màu giống cà rốt này? Màu xanh và màu da cam của cà rốt kìa. Holy shit. Để từ từ tôi đào xong rồi tôi nhặt thử xem đúng quặng đồng không anh ạ. Thì đây, quặng đồng đúng rồi, đúng quặng đồng anh ạ. Đúng quặng đồng rồi, đúng quặng đồng rồi. Đúng rồi, tôi tự tin đấy, kiến thức Minecraft của tôi mà. Chả lẽ trước này tôi chơi nhiều vậy mà tôi khi không gặp một cái quặng nào mới. Quặng lạ này chắc chắn là quặng mới đúng không? Gì có chuyện. Rồi. Tí than rồi. Đấy. Đôi khi là mình đào cái này ấy, anh em ạ, lấp sau cục than là nó cũng có thể là có một cái gì đó nó cũng ấy đấy. Ok. À, đôi khi mình đào sau quặng đồng nhá là đôi khi sau quặng đồng là cũng có kim cương em nhá. Nhá. Đó. Nào. Kim cương đâu có. Có. Không có đâu anh em ạ. Ok. Thế mà tôi cứ nghĩ là game nó nhận diện giọng nói của tôi để nó cho ở đằng sau những cái cục than nó là quặng ở đây không kim cương nhưng cũng có bạc anh em ạ, cũng ok. Đấy, an ủi, cũng an ủi được mình một chút. Rồi. Ok. Rồi. Đấy, khá tối. Quặng đồng anh em ạ, quặng đồng này nhá là sau này là làm được ống nhòm và cột thu lôi hay lắm anh em ạ. Đấy. Tôi đã xem thử qua một chút. Tôi xem thử những cái vật phẩm mới ấy đó. Thì là chủ yếu là họ nói là đa số là ô, nó có con skeleton dưới kìa. Căng nha mà, căng. Căng nhở. Đào tí than đấy anh em ạ. Tôi nghĩ là xong tí than rồi tôi phải lên để tôi nung một chút đấy đấy anh em ạ. Nung đổi tôi làm cái giáp đã, chứ mà chúng có đập khỏe lắm. Đấy, bây giờ tôi sẽ cố gắng tôi đào than này, sau đó tôi cố gắng để tôi làm được cái một bộ giáp bạc full anh ạ, cố gắng được một bộ giáp bạc. Đấy, sau đó thì chúng ta sẽ được trời vẫn chưa sáng cả. Tối lâu phết nhỉ. Đó, sau đó chúng ta sẽ làm những cái dụng cụ là đều là bằng ấy anh em ạ. Đây, còn rêu đây cho nốt vào luôn. Đấy, cho nốt vào luôn. Xong ta làm cái block này, block của tảo á. Xong lại cho vào. Đó. Ấy, em thấy không? Cái này gọi là hack anh em nhá, cái này gọi là hack. Đấy. Hack ở survival ấy. Quá tiện. Đấy, bây giờ nung ấy nhở. Ồ, cái này là đang nung ấy rồi. Tôi làm thêm một cái lò nung ấy đi. Đó, cái lò nung này là chúng ta sẽ nung sắt anh em ạ. Đấy. Lò nung sắt. Đấy, cho sắt vào nào. Đó. Ok. À từ từ, cái quái nó. Trời ơi, vì sao mà tôi lại không dùng cái ấy mà tôi nung nhỉ? Vì sao tôi không dùng cái block tảo mà nung? Quên. Thói quen anh ạ, thói quen. Đầu tiên là chúng ta vẫn cứ nên có một cái sắt anh em nhá, một cục sắt. Bởi vì là một cục sắt là chúng ta làm được cái quan trọng kinh khủng anh em ạ. Quan trọng kinh khủng. Khiên. Ép, đấy, chuyển qua tay kia rồi, ok. À đúng rồi, tôi nung ấy luôn cho anh em xem nhỉ. Nung luôn đồng cho anh em xem nhỉ. Này, để xem thử xem nó ra cái gì. Chắc là cũng ra phôi đồng thôi mà đúng không? Chứ làm gì có chuyện là nó ra cái gì khác đúng không? Đây, tôi xin một cục đi. Đấy, cho em xin một cục bánh trưng. Trông giống bánh trưng anh em nhỉ. Tôi làm cái này thêm nào. Đấy. Anh em tiện không? Đấy. Gần như kiểu là mình chả cần mất tí than nó luôn đúng không? Khá là ngon. Đấy. Đây được rồi, có à, đó anh em nhỉ. Phôi đồng á, à, đó phôi đồng thôi. Phụ đồng làm thì mình làm được một block đồng kìa. Ô cái cột gì kia, thế nó phải cột thu lôi không? Cột thu lôi đúng rồi anh ạ. À cột thu lôi là làm 3 cái đồng, mình làm 3 cái phụ đồng mình làm được, ok. Thế cột thu lôi này là đó là nếu mà trong những đêm trời mưa ấy anh em ạ. Đấy. Mà anh em cô đơn quá ấy, thì anh em có thể cắm những cột thu lôi xuống để anh em triệu hồi sấm sét xuống anh em ạ. Đó và sấm sét nó sẽ đánh vào cái cột thu lôi của anh em, nó rất là bá đạo. Đấy. Đấy, bánh trưng, cho bánh trưng vào nung. Rồi, hay lắm. Ok. Tôi sẽ làm cái ấy nè.
Đầu tiên là mình nên làm cái áo cho anh em ạ. Vì là cái áo là cái giáp gọi là mạnh nhất cho trong cái game luôn ấy. Đùa đấy. Áo là gọi là giáp khỏe nhất trong ba cái, trong bốn cái mũ này, áo này, quần giày đó. Rồi, xong ta sẽ làm chung là tôi nghĩ là tôi cũng phải cần có một quốc bạc đúng không? Quốc là quan trọng anh em ạ, quốc bạc để nhớ mình gặp cái gì quý mình còn lấy được. Được rồi, làm quốc bạc là mình cần phải làm ấy này. Gậy này, mình không có gậy này. Đấy. Quốc rồi. Và tôi nhận ra quốc quốc đá của tôi sắp hết rồi. Tôi làm quốc đá luôn. Ok. Ok hả? Đồng. Đồng thì theo như tôi thấy là thì nãy thì tôi thấy nó hiện ra có mỗi hai cái. Một là cái block đồng. Tôi nhớ là cái block đồng đâu nhỉ? What the hell? À đây đây, khối đồng đó. Và hai đó là cột thua lôi. Thì hiện tại là hai cái này mình cũng chả cần. Quái là nó không có giáp đồng à? Lạ nhỉ? Ok anh ạ, sáng giờ à, sáng rồi, đẹp rồi. Ôi anh Ender. Em chào anh ạ. Thôi đừng nhìn em anh ạ, anh cứ cầm cục đá của anh đi. Không ai tranh với anh đâu nhá. Ok. Tí bạc, đào tí bạc. Ok. Lò nung đang phập phùng. Ok. Mình đứng ở đây mà mình cũng nghe tiếng lò nung ở trên kia luôn. Công nhận là cái bộ phận cảm ứng âm thanh ở trong này. Ô gì đấy. Ô đồ. Ôi anh em ơi. Rồi ôi anh em ơi. Trong một giây tôi cứ tưởng là tôi đã đi bụi rồi anh em ạ. May mà Faker nhập tôi. May quá. Được quá nhở. Hay. Highlight ạ. Phải để phải highlight đấy. Rồi may mình có ý kiến đi mà. Ok. Rồi. Ok. Nói chung là mình có tảo biển để mình gọi là đỡ cho cái tham này, cho nó đỡ nặng ở cái chuyện đung đồ đi rồi. Nhưng mà chung là mình vẫn cần đây anh ạ. Bởi vì mình cần để sau này mình còn đánh dấu đường ấy à, kiểu thế. Đôi khi anh em đi trong địa ngục ấy, hoặc là đi trong an ấy, anh em phải cắm xuống để cho sáng, để anh em đánh dấu đường, để anh em về. Tiếng bước chân, tôi nghe tiếng bước chân ở bên phải kìa. Dừng rồi. Người Ender kêu à? Có cái phần kia khá là tiện. Anh em phải bật cái phần đấy lên để anh em có thể làm mọi chuyện nó dễ dàng hơn nhá. Đấy. Nó không có tiếng con creeper đi nhỉ. Nó nên làm một cái phụ đề đó là tiếng creeper đi đúng không? Thì để mình có nhận ra được cái đó là creeper nó còn nguy hiểm. Thì mình có nhận ra được cái mức độ nguy hiểm ấy. Rồi. Nói chung là có tiếng bước chân anh ạ. Có nghĩa là trong này là vẫn có quái đấy. Rồi kêu rít lên. Lịch chi tiết thế. Ok. Đấy. À, rộng đây anh ạ. Có vẻ mình đi được nhiều cái. Đúng rồi. Anh ạ. Trong này nó có một cái mới gọi là hàng pha lê anh em ạ. Ấy. Hàng pha lê. Rộng này không biết có tìm được hàng pha lê không ta. Hàng pha lê tôi nghe nói là đẹp lắm. Mà mấy cục pha lê nó phát ra mấy âm thanh thích tai lắm. Mà dùng tiếng làm piano ấy. Chào anh đứng trên đây mà anh nổ. Rồi anh nổ thế nào được em. Đây. Chưa, mình cứ đứng cái này mình chơi thôi anh em ạ. Chơi một mình thôi, xuống gặp anh Creeper là không vui đâu. Đây là cầm thí đốt cái đào tí em ạ. Đào tí than. Ok. Tập hôm nay tập đầu tiên này, chúng ta sẽ chỉ đi mai thôi anh em nhá. Đấy, ta sẽ gọi là đi tích đồ. Khoáng sản quan trọng lắm. Đấy, chết rồi, hỏng. Đấy. Xong rồi tập thứ hai tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị đồ và tôi xây nhà anh em ạ. Đấy. Đấy, tập 1 này mình chuẩn bị đồ để tập thứ 2 xây nhà. Ok. Hợp lý luôn đúng không? Ok. Thì tôi có dự tính cái này anh em nhá. Thì tôi có một cái dự tính đó là trong Tết là mỗi ngày một tập anh em nhá. Bởi vì tôi biết là Tết là anh em được nghỉ nhiều đúng không? Và tôi cũng được nghỉ nhiều nữa. Nên tôi sẽ cố gắng nghỉ Tết tôi làm được mỗi ngày một tập cho anh em. Đó. Anh em xem thoải mái luôn nhá. Nhưng mà tôi nghĩ là tôi sẽ không xuống dưới này đâu. Vì dưới này nó quá nguy hiểm anh em ạ. Đi đường khác đã. Chúng ta mới có mỗi một cái giáp thôi. Vẫn còn non lắm. Đi đường khác đã anh em ạ. Có gì không? Sâu thế nhưng mà chưa thấy gì à? Có đồng không? Không biết là sao đồng có làm được cái gì nữa không em nhỉ? Chả lẽ làm được có mỗi hai cái phò phạch à?
Á chả đồng, ngon 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 ngon. Theo tôi là đồng làm ngon nhất là làm được ống nhòm anh em nhá. Và theo tôi được biết ấy, đó là để làm ống nhòm mà chúng ta cần phải có pha lê nữa cơ. Nhưng bây giờ tôi không biết tìm được cái hàng pha lê ở đâu. Bởi vì là nó không có cái hàng pha lê, nó cũng là một trong những cái mà nó bị chôn vùi dưới lòng đất ấy. Đó. Nhưng mà nó không có cái nó giống kiểu là cái ngọc Ender ấy. Đó. Mình dùng ngọc Ender là mình tìm được cái chỗ cổng En mà. Nhưng mà cái hàng pha lê thì gì có cái ngọc pha lê đúng không? Đó. Nên là tôi cũng không biết là có tìm được không, chung là cũng hên xui đấy. Nhưng mà tôi sẽ cố gắng anh em ạ. Sau không tìm được chúng ta sẽ có một series, chúng ta sẽ có một series tập gọi là đào cả thế giới để tìm hàng pha lê. Ok. Bao nhiêu thang rồi ta? Tôi đào nãy giờ khá nhiều. 59 à? Nếu mình mà có cúp gia tài nhỉ? Đó, fortune đấy. Nhưng mà phụ đề là gia tài đó. Mình có cúp gia tài là mình đào than nhanh lắm. Ok, ok, tôi nghĩ là mình cũng có khá nhiều than rồi đấy. Tôi nghĩ là bây giờ chúng ta nên tập trung. Ô, cái gì đấy rơi à? Chào em, có muốn ăn chấm không? Đâu ấy, này. Ồ, hai phát mới chết à? Ok. Khá trâu anh ạ. Đấy anh em ạ, tôi nghĩ là bây giờ chúng ta than vậy đủ rồi đấy nhờ. Bây giờ chúng ta nên gọi là tìm sắt và đồng anh em ạ. Đồng đẹp. Chung là tôi cũng chả biết đồng sao có làm được cái gì không. Nhưng mà chung là đồng đẹp anh ạ. Tôi thấy tôi đào. Cái gì không? Ô, chỗ này là chỗ vừa nãy. Tôi nhớ chỗ vừa nãy nó còn một anh creeper đó. Anh đứng ở đây anh canh đấy. Cẩn thận anh em ạ. Có đợi creeper đâu. To thế. Từ anh ạ. Núm núp mà làm mấy cái này. Có than này, tôi làm cái gậy tôi làm mấy này. Ok, làm pha từ gậy mà gọi tôi ấy nè. Nói 56 cái ngon quá, số đẹp quá. Đấy, anh em đào cái đồng này có vẻ là cái đồng này nó cũng giống như là cái bạc anh em ạ. Anh em không cần phải có được cuốc bạc nhá. Cứ dùng cuốc đá là đào rồi, khá là tiện đúng không? Người chơi mới vào đây không biết, cứ tưởng là quặc đồng là cà rốt anh em ạ. Ok. Thật ra là tôi đã có một cái dự tính khá là lâu rồi anh em ạ. Đó là tôi rất là muốn xây nhà trong hang động anh em ạ, thật. Tôi rất là muốn xây nhà trong hang động. Thì tôi cũng đang rất là băn khoăn anh em ạ. Tôi đang băn khoăn và tôi không biết là tôi nên xây nhà trong hang động hay là tôi nên xây nhà ở bên trên. Nhưng mà tôi nghĩ là chúng ta nên xây ở bên trên anh em ạ. Nhờ. Bởi vì là mình trên mình có cái view đẹp mà. Tôi có cái chỗ spawn ở ngay biển luôn đúng không? Quá đẹp. À, tôi sẽ chọn xây nhà ở bên trên anh em ạ. Để thỉnh thoảng chúng ta còn đi câu cá chứ đúng không? Giờ mình còn lấy cái tảo biển ấy, lấy cho nhanh. Đấy. Ok. Khá nhiều đồng. Rồi. Ok anh ạ. Có con nào ở đây không? Ok. Tranh thủ đào nhiều tí rồi xong chốc mình lên rồi mình nhét hết vào lò nung luôn anh em nhỉ. Rồi. Bao nhiêu ơi? Quá là mà có mới 11 con sắt thôi à? Ít thế. Tranh thủ mà đào thêm sắt được anh em ạ. Ok. Tối nhỉ, hơi tối nhỉ. Rồi. Ok. Đó. Đồng này. Đồng đẹp. Không biết đồng thì có làm được mấy cái gì kiểu là dây điện không ta? Ở ngoài đời hình như là đồng có dùng để làm dây điện được đúng không? Chung là vật lý thì tôi cũng hơi ngu nhưng mà tôi cũng biết là hình như đồng có dùng để cuốn dây điện hay sao ấy. Chả biết. Thế là lõi dây điện gì ấy đúng không? Chả lẽ là nó lại có một cái máy redstone mới à? Không biết có không nhỉ? Căng đấy. Có tiếng bước chân kìa. Không có rồi, hết rồi. Có vẻ cái tiếng ấy là tiếng của tôi anh ạ. Rồi. Ok. Có gì ở đây không? Ủa rộng thế. Rộng nhỉ? Từ anh ạ, tôi nghĩ là tôi sẽ quay lên để tôi mặc giáp vào đã. Quay lên tôi làm cái giáp tôi mặc vào đã. Chứ không chốc chết toang lắm. Cái đường về đâu ta? Cái đường về đâu anh em ơi?
À đây 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 đây. Ơ chờ Ripper Ripper. Bạn này, nổ đi nổ đi nổ đi. Nổ đi, kìm chế cái gì, nổ đi. Rồi, hay. Rồi. Ok. À đây đây, à, đúng không? Tôi đi lên đường nào anh em nhỏ? Ơ. Ơ kìa mày. Tôi lại lạc đường rồi. Tôi lạc đường rồi các em ơi. Thì lạc thì đi luôn thì sợ quái thì. Trình mình bây giờ gọi bố đời rồi, dần chơi rồi. Đúng không? Cái mansion thì mình còn đi, mình giết hết cả rồi, lo quái cái này. Không lên thì chốc tìm lên sao anh em ạ. Không phải lo. Tôi có địa chỉ mà. Nãy là tôi đã ấn địa chỉ lúc đầu rồi. Chốc tôi xem lại video tôi tìm được địa chỉ mày. Ok. Ô tôi nghe có tiếng bước chân ở bên phải kìa, tôi không biết là có quái không. Từ từ anh ạ, cho tôi uống nước đi đã. Khẩn thơ quá. Ok ok. Anh em ngoài thấy đó là mình đi hang động cái này là đồ ăn mình ít khá là nhiều đúng không? Từ nãy giờ tôi chạy như điên, tôi đào như điên nhưng mà tôi mất có mỗi 4 cái đùi gà, mất mỗi 4 cái đùi gà. Quái à, cái đường về đường nào ta? Trời, cái đầu tôi nó bã đậu quá. Chẳng lẽ chốc là mình phải dùng tọa độ mình về hả? Quê quá. Vậy thì hơi quê. Ok, chúng ta nên đào tí than cho nó an toàn đấy các bạn. Đường này à? Phải đường này không? Đường này có quặng à? Cái đường này có quặng mà nãy tôi... À, tôi nhớ rồi. Tôi chẳng được đào nốt cái này đây anh ạ. Đường cái này chắc chắn luôn đúng không? Ế đúng không? đây đúng rồi. Ôi đúng rồi anh em ạ, đây đúng rồi. Ta lên, chúng ta mặc bộ full bộ giáp bạc nào. Tối nữa rồi. Đây là đêm thứ hai các bạn. Rồi đấy, anh em có thể thấy là cái lửa chạy nó không bao giờ tắt nhá. Đấy, và chúng ta cũng có rất là nhiều cái này luôn. Chết chà, đổi phí quá nhở. Tôi nung, à thôi, không được. Nung cái này, mà nung có 19 cái thì không ổn anh ạ. Đấy, chúng tôi 5 cục ra, nốt cái này ra. Hay cắt này ra ta. 25 cục, cho một cục này vào được rồi. Đó, được rồi. Đấy. Được 6 khối luôn này. 32 à? 32 cho 2 khối đi. Thôi cho 1 khối đi. 2 khối phí các bạn. Rồi có 8 cái rồi, tôi làm quần nè. Quần làm cái này. Rồi. Đấy, anh em nhìn tôi ấy không? Ngầu không? Chúng được không? Được. Đấy. Ồ. Ok luôn anh em nhá. Đó, cái đó là những bài mở đầu của các YouTuber Minecraft ấy các bạn. Lúc nào là họ cũng chuyển qua cái hình đó và họ chào anh em. Tôi thật là tôi cũng tính làm như vậy đấy, nhưng mà thật sự tôi toàn quên. Ok, tôi nghe tiếng zombie à, chơi ngồi đào tí đá anh em ạ. Đấy, tiện đợi cho các bạn đi nung đào tí đá đúng không? Đấy được khá nhiều, tôi nghĩ là sang buổi sau chúng ta sẽ tạm thời chưa cần đi mai tiếp đâu anh em ạ. Đấy khá nhiều than đúng không, cũng có đồng rồi này mà cũng có bạc rồi, chốc bạc khá nhiều rồi. Xong buổi sau ta đã tạm thời dừng đi bay rồi. Buổi sau ta bắt đầu xây nhà anh em nhá. Đấy, bắt đầu căn nhà đầu tiên. Căn nhà xinh xắn. Ok. Đấy, của cái nốt chỗ này sau chúng ta dọn đi anh em ạ. Tôi đi cái hang động này tới đây thôi. Đó. Đi để có một chút đồ và cũng gọi là tìm cái quặng đồng để xem thử xem là cái đồng nó làm được cái tích sự gì các bạn. Đó, cầm tí đuốc nào. Rồi, sáng. Anh sáng choi đó á. Ok. Chết chào rồi anh em ạ. Tôi đang sợ là tôi quên đường về cái điểm spawn của mình rồi. Bãi biển đấy đẹp phết đấy. Tôi nghĩ là tôi cho mình đi thẳng rồi. Cho mình cứ đi thẳng thì chắc là được ấy. Sao? Không quên đâu. Rồi. Đi thôi. Thôi xin lại cái đuốc đi nhỉ, tiết kiệm tí. Rồi. Nung xong chưa? Nung lâu thế? Có thịt gì ở nung không? Có thịt gì ở nung này không? Thịt ấy hết rồi nhỉ?
Ok anh ạ, chúng ta sẽ gọi là đợi thêm tí nữa rồi. Ở đây đây, tôi làm thêm cái giày này. Đấy, làm cái giày đó. Đấy, xong xong ta sẽ làm thêm cái nón. Úi dồi ôi, quá xịn này ạ, đấy, quá xịn. Rồi chúng ta sẽ tranh thủ đào thêm tí nữa nào. Đào để đợi cho các bạn lên để ấy sau anh ạ. Tôi cũng đang rất là gọi là phân vân về kiểu nhà mà chúng ta đã xây ở trên mặt đất anh ạ. Không biết là tôi nên xây nhà gọi là nhà mái ngói nhỉ? Thứ hai là xây nhà gọi là nhà bè ở trên biển, hay là đào một lỗ xuống cái lòng đất rồi xây vậy? Chứ mà có khá nhiều kiểu. Tôi cũng đang phân vân anh em ạ. Khá phân vân. Hay xây nhà hình nấm anh em nhỉ? Nhà hình nấm cũng đẹp đấy chứ nhỉ? Ok anh em ạ. Tôi sẽ nghiên cứu. Đấy, và ngày mai chúng ta ngày mai hoặc ngày kia anh em nhá, ngày mai hoặc ngày kia là chúng ta sẽ cùng xây nhà. Ok. Rồi. Buổi sau mình xây nhà mình đỡ phải đào đá đúng không? Tiện. Rồi. Đấy, đợi tí xong xong chưa? Xong chưa? À xong rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi. Đi rồi anh em ạ. Hãy dọn đồ đi thôi. Đấy. Hai cái lò nung chậm chạp cuối cùng cũng làm xong việc rồi. Đấy, tôi đã có 4 cái lò luôn rồi. Khá là ngon. Cam file này mình phá ra thì nó sẽ bị vỡ ra anh em ơi, đây này. Đó, anh nhìn thấy nó có mấy một cục than này. Đây này. Ôi, nó có 2 cục than luôn là ngon nhở. Là mình phá một cái cam file là mình được 2 cục than gỗ đấy. Nhưng mà cái lúc mà mình làm than gỗ mà mình làm bằng cam file, mà mình làm cái cam file thì mình chỉ mất một cục than gỗ thôi. Ồ, thì cũng được cái chứ nhỉ. Cũng gọi là một bài cũng chết cha. Tối rồi anh em ạ. Tối rồi. Mà tôi lại không có ấy rồi. Có cừu xung quanh không ta? Cừu quanh không ta? Ok các bạn, bởi vì nó đang tối nên là tôi nghĩ là tôi sẽ đi mai thêm một chút nữa và tôi đợi trời sáng em ạ. Đi rồi anh ạ. Ủa Ripper. Chào em. Láo này, nổ đi, nổ. Ơ. Nó nổ vậy mà tôi không bắt máu anh các bạn. Tôi bị dính vào nó một chút tam đấy, nhưng mà tôi không mất máu, có vẻ tôi khá trâu anh ạ, tôi khá là trâu. Nên là mình đủ để mình đi rất rồng rồi anh em ạ, nên mình đủ để mình đi rất rồng rồi. Ngày mai tìm Ngọc Ender rồi tìm cổng em luôn nha anh em nhá. Ok. Ơ, à, cái đường này đường cua à? Hả, tôi sẽ tranh thủ đào đi tí, tranh thủ đi đào tí là quặng nào. Tướng bước chân. Có thằng nào à? Không anh, có vẻ là cái đấy là tiếng bước chân của mình. Ok. Ơ cái gì sang xa rồi. Mình từng đi đây rồi. À đây, chỗ tối mình chưa đi này. Tối mình chưa đi này. Có gì không? Có gì không là có gì không? Không có gì à? À có đồng. Nói. Đào tí đợi trời sáng em ạ. Đấy, đợi trời sáng thì xong mới lên được. Khổ lắm. Trời tiết. Đúng lúc mà mình chuẩn bị dọn nhà đi thì trời tối các bạn. Đấy. Tất cả cũng đào tí luôn đúng không? Ừ, chuẩn bị cho tương lai các bạn. Tương lai đỡ phải đi đào rồi đó. Có bao nhiêu à, ok. Sắt cũng có không nhiều nhỉ. Thế tôi cố gắng đào thêm sắt để tôi làm thêm cái kiếm sắt anh ạ. Và rìu sắt. Đó, cố gắng. Lava này. Càng thôi. Không nên dây dưa với lava đâu. Tha cho nó anh em ạ. Đi thôi. Thang to này mà mình đi có vẻ cũng hết rồi nhỉ. Dưới đây có gì không? À có bạc, ngon quá, sắt đấy. Rồi. Bây giờ mà tôi mà làm cái kiếm và cái rìu và cái xẻng sắt nữa là tôi mất tổng cộng là 6. 6 à? 6 à? 6 thì 6 thì vậy thì mình cũng còn thừa được một chút bạc nhỉ. Thừa một chút bạc nhưng mà thừa có mỗi tí không ổn anh ạ. Cố gắng. Ô. À ok. Đấy, cố gắng cái đào thêm tí. Ok. Không biết trời sáng chưa? Đào xong quặng than xong tôi ra tôi check thử anh em ạ. Trung bình là trong ngày 8 phút là nó sáng đấy. Từ nãy giờ chắc cả 3 phút trôi qua rồi đấy nhở. Đoán thế. Tôi đoán thế. Rồi.
Ok. Khá nhiều than đây các bạn ạ. Cái mỏ này đúng là mỏ nhiều than đây các bạn ạ. Ok. Rồi. Tôi khá là thích cái tiếng kinh nghiệm cái lúc mà mình đào than đây các bạn ạ. Khá là thích cái tiếng tinh tinh đấy. Rất là hay. Kiểu là ui cái chỗ này tối nhỉ. Đi thêm tí anh ạ, đi thêm tí, đi thêm tí. Chứ mà mình làm con người mình phải tham anh ạ. Tham tham. Rồi. Ok. Đấy, cố gắng tích nhiều và sau phải cần tham. Thầy Ma Rên anh ạ, tôi nghe tiếng thầy Ma Rên. Nhưng mà có vẻ nó đang đứng yên à? Có vẻ là nó không có thấy mình anh ạ, vì nếu mà thấy mình thì phải có tiếng bước chân đúng không? Nó không thấy mình rồi. Đào cái đường này chốc mình đi lên này. Đấy. 15 rồi, mình level 15 mình nhanh quá nhở. Đi hang động có vẻ là một cách để mình lên level khá là nhanh em ạ. Rồi. Có gì không, có gì không? Ok các ạ, tôi thấy cái hang động này còn khá là to. Tôi nghĩ là buổi nào tôi rảnh tôi sẽ tiếp tục đi tiếp anh ạ. Hay chúng ta cố gắng đào nốt cái chỗ này xong chúng ta cùng đi lên thôi. Chúng ta quay trở lại cái vị trí bãi biển xịn sò của tôi và sau đó thì chúng ta sẽ kết thúc tập này đây các em ạ. Đó. Xong buổi sau là chúng ta sẽ cùng xây nhà các em nhá. Đấy. Căn nhà 1.17 đầu tiên của tôi các em ạ. Ok. Đấy, cố đào lên được level 16 đi. Rồi thì chúng ta đi. Lên chưa? Chưa lên à? Rồi. Ok các bạn, tôi đi lên thôi. Bây giờ đi đường nào lên nhỉ? Đây, thử đi đường này làm sao? Thử đi đường này làm sao? Rồi. Đường này quen quen anh các mẹ, quen quen. À đây 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 đây. Tôi nhớ là mình hình như mình đi cái đường này này. Đúng không? Đúng không ta? Đâu ta? Nhà mình có xung quanh đây không? Hay là mình đi đến đây nữa à? Cái này đường đi lên à? Chắc là phải dẫn tới cái nhà mình chứ nhỉ? Có à? Lạ ta? Tôi đi một vòng nó lại đưa tôi trở lại cái chỗ ban đầu ấy các bạn. Vậy thì thử đi bên này không? Đây bên này anh. Bên này các bạn. Hình như bên này đúng không? À có bạc, có bạc, có bạc. Tôi tham đã tham tham thêm tí anh em ạ. Ok. Rồi. Tham là phải gọi là tham cho chót anh em ạ. Rồi. Tôi nhớ mình đi tiếp. What the? Sao mà tôi lại dừng lại ở đây nữa rồi? Rồi đi thôi nào. Nó phải phải có đường đi qua nhở? What? What? Tôi bị lạc thật luôn á. À, đây mà đây này trời ơi cái đường đi lên nó ngay đây mà mình không biết. À sáng rồi, sáng rồi các bạn, sáng rồi, sáng rồi. Đó, chặt cái cửa đi. Đi thôi. Đấy, sau khi sống sống chui ok. Anh chui đi chết dạo. Em chào anh, em yêu anh lắm. Em thật với anh, em yêu anh lắm. Chào anh chết đồ gì ngon không? Kể cả anh có ok dương sỉ này. Bây giờ tôi biết cái này là dương sỉ anh ạ. Lạc đà không bướu kêu à? À không 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 bướu à, không bướu à, không bướu à. Không bướu này, không bướu, không bướu này. Đấy, anh em muốn có cái dây thì anh em có thể gọi là giết những bạn lạc đà của thanh niên chuyên chiếc dạo này để anh em có cái dây buộc nhá. Bây giờ có lợi em xin anh hai con lạc đà thôi nhá. Nhá, không có chết đồ gì với anh đâu. Chào anh nhá. Ok. Nãy tôi đứng ở đâu ta? Nãy là tôi chạy qua cái anh này là bên này nó vậy cái hang tôi ở tầm này đúng không? Bên mình đi đường nào mình về ta? Tôi nhớ là mình đi đường này anh em, mình đi thẳng qua bên anh này. Ok em chạy qua tí thôi, không có chết đồ với anh đâu. Rồi, đi về rồi. Ok. Ok. À cứu 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 cứu. Ôi, chào em rồi. Em trốn đâu từ nãy giờ đấy em?
Em có biết là vì em mà anh phải ở dưới hang động mà anh trốn zombie không? Hả? Ái chà, có một cái hang này ngon quá nhở. Theo tôi sẽ thử đi cái hang này anh em ạ. Ủa đau thế? Sao ngã đau thế? Ngã mất tận một trái tim luôn anh cơ. Nào, ta quay trở lại cái nhà của chúng ta rồi. Đoán hết rồi à? Ok. Ok, ăn luôn. Ok anh em ạ, bây giờ đây đúng là cái nhà của chúng ta đúng không? À đúng rồi, đây này đó. Bìa rừng, đấy, một căn nhà nhỏ cạnh bìa rừng, đẹp đúng không? Đấy, ủa ôi, cảnh đẹp quá nhá. View được quá. Ok anh em nhá. Thì hôm nay tới đây thôi anh em nhá. Bây giờ là tôi sẽ tiếp tục đi chặt cây xung quanh để chuẩn bị gỗ và các thứ để cho tập sau chúng ta cùng xây nhà anh em ạ. Ok anh em nhá. Chào tạm biệt anh em nhá. Hẹn gặp lại anh em. Yêu anh em rất là nhiều.